Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Bom nha. Bom chúc mọi người có một ngày mới nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành và hạnh phúc. Sáng hôm nay á thì Bom đi ra ngoài đồng. Đấy, như mọi người cũng thấy là Bom có mang theo một cái cuốc và một cái xô. Sáng nay á thì Bom đi tắt cá. Vào những cái tháng hè trong năm á, ở Bom nắng hạn ấy, cho nên là nước ở ngoài mấy cái ao nó sẽ cạn. Cho nên là bây giờ là mình sẽ đi tắt cá nha. Nếu mà có cá thì về mình sẽ nấu cơm mình ăn luôn. Ngày hôm nay đi á thì Bom có một cái người bạn đồng hành. Đây mọi người. Đốm ơi, qua đây con. Đây. Sáng nay tự dưng nó đi theo mình mọi người. Mọi khi mình đi ra đồng nó cũng không có đi đâu. Ngày hôm nay mình cho nó đi theo luôn nha. Đi con. Bên kia Bom thấy có cá móng kìa. Đó, thì bây giờ Bom sẽ đắp một cái đê ở đây. Rồi mình sẽ tắt cái đầu trên này nha. Không xong rồi mọi người, nãy giờ Bom thì hụt đắp chắc cũng khoảng được hơn nữa rồi, mà nhìn lên trời kìa, có mưa râm râm luôn rồi nha mọi người. Ôi, bữa giờ không mưa, tự dưng nay mình đi tắt ao cái tự dưng mưa à. Đó, mây đen rồi, hy vọng là trời dưng mây thôi chứ không mưa nha mọi người. Bây giờ Bom tranh thủ đắp tiếp nha. Vậy là Bom cũng đã đắp xong cái đê của mình rồi nha. Mà trời thì bây giờ thì đang mưa lâm râm. Mưa rồi mọi người. Đấy, mọi người nghe tiếng mưa không? Đốm ơi! Đốm, 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 đốm! Nó đâu rồi nhờ? Đốm ơi! Ở đây mọi người. Đốm, đốm, qua đây con. Nó không có dám theo Bom xuống dưới đâu mọi người. Nó sợ nước lắm. Ở đây. Mưa rồi, đi đắp mưa đi. Đây này. Vậy là trời mưa rồi nha mọi người. Đang trú mưa dưới cái lùm chuối luôn nè. Đó. Để Bom xuống bằng tắt cá. Rồi mọi người, nước đã cạn rồi nha. Bây giờ Bom sẽ đi thử xem có con gì để mình bắt không nha. Ở đây mọi người, hồi nãy Bom mò đắt lên đắp đê á, mình gặp mấy con lươn luôn. Bây giờ Bom mò thử cho mọi người xem có không nha. Đây đây đây, con lươn to mọi người ơi. Con lươn to, con lươn to. Đây 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 đây. Đây, Bom vừa nói luôn. Đây mọi người. Đó, đây đây đây. Hồi nãy mình đó. Đó, hồi nãy mình sấy một con rồi nha mọi người. Ồ, nó thụt nhanh chứ mọi người. Đó. Đây. Chui vô, con ghê chưa? Vừa nói thất thì luôn. Đó. Ở đây toàn cá sạch không mọi người. Không thấy cá lóc hay là cá rô gì hết.
chỉ được là cá sặc thôi. Đây mọi người, mấy con cá sặc á, nó mắc kẹt ở trên mấy cái rong nè. Đó, nó xuống cái nó không đi được luôn. Cá này mình bắt lát rồi mình chiên giòn ăn nha. Nó mắc kẹt ở trên mấy cái rong ấy. Đây mọi người. Đây. Mới lớn luôn. Đây là cái thành quả của cái buổi tắt cá của mình nè. Đó, cá thì không có, chỉ có được mấy con cá sặc với thêm một con cá lóc trọng trọng thôi. Ở đây thì mình có một con lươn. Được nhiêu đây cho nên là bây giờ Bom sẽ làm rồi mình chiên hết luôn nha mọi người. Lúc đầu đi tắt á, nghĩ nếu mà bắt được có cá lóc á thì về Bom sẽ nấu một nồi canh chua với cái bông chuối. Nhưng bây giờ không có con cá lóc nào hết. Chắc là mùa này nước cạn ấy, người ta đi xi điện người ta bắt hết cá to rồi. Ý, mọi người xem giờ trời cũng bắt đầu trong lên rồi nè, có nắng rồi đó. Rồi, ở đây thì Bom có chuẩn bị nồi chảo rồi đó, có gạo luôn nha mọi người. Bây giờ Bom sẽ chạy ra ngoài cái bờ ao, Bom hái một ít rau dại rồi vào. Mình hái vào bữa trưa hoặc chiều thì cái đợt nó hơi già, ăn thì nó không còn ngon bằng. Đó, sáng nay mưa cho nên là giờ cái đọt nó cũng non tươi ra luôn. Rồi, Bom nghĩ là nhiêu đây là đủ rồi nha. Rồi, đây là cá Bom vừa làm xong nha. Bây giờ mình chờ cơm chín rồi mình sẽ chiên cá sau. Nhìn cơm chín ngon chưa? Bây giờ Bom sẽ nhắc nồi cơm xuống rồi mình bắt nước luộc rau nha. Bây giờ Bom sẽ bỏ rau vào, mình luộc chung luôn nha. Đợi Bom xíu, nó chín mấy cái hạt cơm. Đây, rau của mình được rồi nha mọi người. Bây giờ Bom sẽ vớt ra. Rau non nó ra cái nước xanh luôn mọi người. Rồi, còn một món cá chiên nữa. Rồi, Bom sẽ cho dầu vào nha. Dầu sôi rồi bây giờ Bom cho cá vào nha. Đó, mình cho hết vào mình chiên giòn hết luôn nha. Hay, trong lúc chờ cá chín thì Bom làm một ít nước mắm nha để mình chấm cá mình ăn. Coi kìa, đi phá kìa. Này, sao? Cái này. Ui. Nằm im quá đi, cơm chín rồi. Gì, phá nha. Tỏi với phải gì đâu, đợi ăn. Mọi người xem nó buồn ngủ rồi nè. Mà nó ngồi, nó ngóc ngóc cái đầu, nó nhắm mắt chứ nó không nằm xuống nha. Đó. Đó, ok. Cá chiên của mình được rồi nha mọi người. Bây giờ Bom sẽ vớt nó xuống hết luôn.
bữa cơm của mình đã xong rồi nha. Đó, bây giờ Bom mời mọi người cùng dùng với Bom nha. Con đốm giờ nó mệt nó ngủ rồi mọi người. Từ sáng giờ nó chạy vòng vòng, giờ nó mệt nó ngủ luôn rồi. Đốm ơi, đốm. Kêu nó không dậy luôn mọi người. Đốm ơi, đốm, đốm nè, dậy ăn cơm nè. Ngủ gì say dữ vậy hả? Trời ơi, ngủ gì mà người ta vô người ta khiêng hết nhà đi rồi vẫn còn ngủ vậy hả? Lâu lâu mà được đi ăn cơm bụi này ngon mọi người. Bây giờ mình chấm một ít nước mắm nha. Lươn chiên nhìn vừa khô tới ngon mọi người. Bấm mời mọi người nha. Thịt vừa giòn luôn mọi người, ngon quá. Ngon mọi người. Mời mọi người nha. Cá sặc chiên ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Con đốm nó ngủ kêu nó dậy ăn nó không dậy luôn mọi người. Đốm ơi, qua đây con. Nay thì nó ngủ dữ trời. Tại vì nó đi theo Bom từ hồi sáng đến giờ. Mà ra ngoài đồng á, nó chạy chỗ này chỗ kia, nó mệt. Mời mọi người nha. Đây, nó dậy rồi mọi người. Đây. Nãy giờ ham, ham ngủ. Đồ ăn ngon không dậy ăn. Đây. Đây, cho miếng lươn nè. Ăn cái tỉnh liền mọi người. Không ăn lương à. Ngon quá mọi người. Không, đây, nằm ngoan nha. Nằm im. Nào. Từ ngắp, sáng giờ. Thử nha, không được nha. Tính năng dụng mọi người. Thụt lôi. Nằm đó. Nằm im đó nha. Này, cho mấy ăn nha. Ngon không? Vậy mà nãy giờ ngủ. Chấm cho
miếng nước mắm nha. À, thử dưới nha.